Lưu ý trước khi xem, video này mình làm với mục đích muốn mọi người hiểu hơn về Hàn Quốc cũng như là giúp các bạn nước ngoài hiểu hơn về Việt Nam, và trong video này mình chỉ chia sẻ cho mọi người những điều mà mình biết. Nếu có thông tin nào bị sai hoặc bị thiếu thì rất mong mọi người sẽ thông cảm và không quá khắt khe với mình ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người, bạn nhóc mình đã quay trở lại rồi đây. Vòng TV. Lý do mà hôm nay mình ngồi trước máy quay và mặc đồng phục như thế này ấy là bởi vì đã có rất là nhiều bạn đã từng inbox nè, comment xuống những video của mình và hỏi mình những câu hỏi liên quan đến Hàn Quốc, giống như là Hàn Quốc học những môn gì, Hàn Quốc chia lớp như thế nào, trường Hàn thì có phải thi cấp 3 không. Vì vậy là mình quyết định ngồi xuống đây và mình sẽ làm một video với chủ đề là sự khác biệt giữa trường Việt Nam và trường Hàn Quốc. Và bây giờ thì mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng mình cùng bắt đầu luôn nhé. Let's start. Cấp 1 là từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ. Cấp 2 là từ lớp 6 đến lớp 9. Cấp 3 là từ lớp 10 đến lớp 12. Cấp 1 là từ lớp 1 đến lớp 6. Cấp 2 là từ lớp 7 đến lớp 9. Cấp 3 là từ lớp 10 đến lớp 12. Khai giảng vào tháng 9, kết thúc năm học vào tháng 6. Kỳ 1 bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 1. Kỳ 2 là bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 6. Khai giảng vào đầu tháng 3, kết thúc năm học vào tháng 1. Kỳ 1 bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 7. Kỳ 2 là bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 1. Theo như mình biết ấy, thì cái hồi ngày xưa mình học ở Việt Nam với mọi người, thì lúc đó giờ vào lớp của mình lúc đó là lúc 7:15. Bên Hàn ấy thì giờ vào lớp theo các cấp thì nó sẽ khác nhau mọi người. Bên cấp 2 thì thường vào lớp lúc 9 giờ, còn cấp 3 thì thường vào lớp lúc 8:40. Theo như mình biết ấy, thì Việt Nam của bọn mình ấy thường một tiết thì sẽ kéo dài khoảng 45 phút, và một ngày thì tầm khoảng từ 7 đến 8 tiết. Ở bên Hàn Quốc ấy thì thời gian học giữa cấp 2 và cấp 3 thì nó sẽ thường khác. Và tiết học ở cấp 2 ấy thì thường diễn ra trong tầm khoảng 45 phút. Trong một ngày thì sẽ có tầm khoảng từ 6 đến 7 tiết. Còn sau khi lên cấp 3 ấy, một tiết sẽ diễn ra trong vòng 50 phút. Và một ngày thì chúng ta có thể học từ 6 đến 7 tiết. Kỳ nghỉ lớn nhất ở bên Việt Nam của chúng mình đó chính là kỳ nghỉ hè, đúng không mọi người? Và cái kỳ nghỉ đấy thì chúng ta sẽ thường nghỉ trong 3 tháng. Ngoài nghỉ hè ra thì ở Việt Nam chúng ta còn được nghỉ cả nghỉ Tết nè, nghỉ Quốc Khánh nè, nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương nè, vân vân, đúng không mọi người? Ở bên Hàn Quốc ấy thì sẽ có 2 kỳ nghỉ chính cho học sinh. Thì kỳ nghỉ đầu tiên đó chính là kỳ nghỉ hè giống như Việt Nam, nhưng mà ở bên Hàn ấy thì người ta sẽ nghỉ hè ngắn hơn Việt Nam. Kỳ nghỉ hè chỉ kéo dài trong 1 tháng đó mọi người, là bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 8. Và kỳ nghỉ thứ 2 đó chính là kỳ nghỉ đông mọi người ạ. Bởi vì ở bên Hàn, theo như mọi người biết ấy, thì ở bên Hàn rất là lạnh nên là thầy cô bắt buộc phải cho học sinh nghỉ đông. Và cái kỳ nghỉ đông ấy thì thường kéo dài trong tầm khoảng 2 tháng mọi người ạ. Thời gian nghỉ đông ấy là từ tháng 1 đến tháng 3. Ngoài hai cái kỳ nghỉ đó ra thì ở bên Hàn cũng giống như ở Việt Nam được nghỉ lễ là những cái ngày như là ngày Tết, là ngày lễ Trung Thu, những cái ngày lễ của Hàn và lịch đỏ. Đồng phục ở Việt Nam bọn mình ấy thì cũng khá là đặc biệt. Cấp 1 ấy thì chúng ta sẽ mặc áo sơ mi trắng và một cái váy. Sau khi chúng ta kết nạp đoàn ấy thì chúng ta sẽ được đeo thêm cả một cái khăn quàng nữa. Một cái khăn quàng đỏ. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng. Và khi lên cấp 2 thì chúng ta sẽ mặc áo sơ mi trắng nè, quần vải có màu tím than và đeo chiếc khăn quàng đỏ. Khi lên cấp 3 thì chúng ta sẽ thường mặc áo dài trắng để đi học. Ngoài ra thì bên Việt Nam của chúng ta còn có cả đồng phục thể dục, đó chính là đồng phục thể dục cho mùa hè và mùa đông nữa. Thì ở bên Hàn Quốc, cấp 1 thì thường sẽ không có đồng phục mọi người ạ. Chúng ta sẽ thường được mặc những cái bộ mà chúng ta thích. Sau khi lên cấp 2 thì sẽ được mặc đồng phục. Thì đồng phục chúng ta sẽ có một cái áo như là mình đang mặc này này, một cái áo khoác ở bên ngoài, một chiếc áo sơ mi, thì trường sẽ đeo lơ hoặc là đeo cà vạt, và dưới thì chúng ta sẽ mặc một chiếc váy. Và thường thì đồng phục cấp 2 thì sẽ có màu khá là tối. Sau khi lên cấp 3 thì chúng ta vẫn sẽ mặc giống như ở bên cấp 2, nhưng mà màu của nó sẽ tươi sáng hơn một chút. Vẫn sẽ mặc áo khoác nè, áo sơ mi, một cái áo gọi là cái áo chúc kia mọi người, một cái áo len bên trong nữa. Đây là đồng phục mùa đông nha, và một chiếc váy xòe. Ngoài đồng phục đi học như thế này ấy, thì chúng ta còn có cả đồng phục thể dục mùa hè và mùa đông á mọi người. Thêm một cái bộ đồng phục nữa, đó chính là đồng phục sinh hoạt mọi người ạ. Đó là một chiếc áo kiểu mặc rất là thoải mái, để mọi người có thể đi vào trường, có thể thay ra. Mọi người có thể đi như là mặc đồng phục bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho giúp cho mọi người có thoải mái hơn á. Cái đấy gọi là senwalbok.
và nó thường sẽ có màu trắng hoặc là màu tối để dễ không bị bẩn đó mọi người. Phương tiện đi lại khi đi học ở Việt Nam thì chúng ta thường đi xe buýt nè, đi bộ nè, đi xe đạp nè, đi xe đạp điện nè, đi xe cúp, vân vân là vân vân. Còn ở bên Hàn, học sinh bên Hàn thường đi học bằng cách đi xe buýt nè, đi tàu điện ngầm, đi xe đạp hoặc là đi bộ. Nhưng mà phương tiện dùng để đi học nhiều nhất đó chính là đi xe buýt và đi tàu điện ngầm. Ở bên Việt Nam bọn mình ấy thì thường có những bài kiểm tra như là kiểm tra 15 phút này, kiểm tra 45 phút, kiểm tra miệng và thi khảo sát. Ngoài ra thì còn có cả thi giữa học kỳ 1 nè, thi cuối kỳ 1 nè, thi giữa kỳ 2 và thi cuối kỳ 2. Nếu như bạn nào mà lớp 9 ấy mà chuẩn bị lên 10 ấy, thì sẽ phải có một kỳ thi, đó chính là kỳ thi để lấy điểm lên 10 nữa. Nói nôm na gọi là thi cấp 3. Còn ở bên Hàn thì sẽ có các bài kiểm tra như là kiểm tra 4-5 phút. Cái đấy tiếng Hàn gọi là su heng thương ca. Và bên Hàn thì thường sẽ không có kiểm tra miệng nha mọi người. Và một cái kỳ thi nữa đó chính là kỳ thi khảo sát, giống như ở Việt Nam mình nó có tên là mù y cô sa. Thì cái kỳ thi này thì sẽ dành cho những cái bạn mà khi mới lên cấp 3. Và mình mới thi cái kỳ thi này vào mấy tuần trước luôn đó mọi người. Cái này gọi là mù y cô sa. Giống như Việt Nam, bên Hàn cũng có thi giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2. Cái vấn đề về các môn học mà ở Việt Nam mình học có giống ở bên Hàn Quốc không ấy? Thì ở bên Việt Nam mình có những môn gì thì ở bên Hàn cũng có những môn đó nha mọi người. Thật sự không khác một cái gì luôn. Và cái gọi là kiến thức thì nó cũng y chang luôn đó mọi người. Chỉ khác mỗi đó chính là môn xã hội nè, môn lịch sử và môn văn ở bên Hàn thôi. Bởi vì những cái môn này chúng ta sẽ phải học về Hàn Quốc đó mọi người. Lịch sử thì chúng ta sẽ học về lịch sử Hàn Quốc nhé. Xã hội thì chúng ta sẽ học về xã hội của bên Hàn. Và văn thì chúng ta sẽ học văn kiểu theo kiểu Hàn. Ở bên Việt Nam mình thì thường sẽ phải thi lấy điểm để lên cấp 3 và lên đại học. Còn ở bên Hàn ấy, bây giờ mình sẽ nói cho mọi người sao cho mọi người dễ hiểu nhất ha. Ở bên Hàn ấy thì sẽ có chia ra các trường cấp 3 mọi người. Cái trường đầu tiên ấy thì sẽ gọi là trường Ilban Khổ Tư Hakkyo. Thì cái trường này gọi là trường bình thường, sẽ học tất cả những cái môn tiếng Anh nè, toán, văn các kiểu những cái môn kiểu bình thường mà mọi người vẫn học ở trường á mọi người. Thì cái trường, những cái trường gọi là Ilban Khổ Tư Hakkyo là trường bình thường ấy, sẽ không phải thi, nhưng mà sẽ không phải thi lấy điểm để lên cấp 3, mà mọi người chỉ cần việc chọn một cái trường mà mọi người thích, sau đó thì mọi người sẽ viết hồ sơ, sau đó thì sẽ nộp vào trường đó. Sau khi đến tầm khoảng tháng 3 thì sẽ có kết quả. Nếu như cái trường đó ok thì mọi người chỉ việc sau khi khai giảng thì mọi người sẽ tới trường đó học thôi. Và loại trường cấp 3 thứ hai ở bên Hàn ấy, đó chính là trường Thức Song Hoa Khổ Tương Hakkyo, có nghĩa là trường dạy nghề ấy mọi người. Như mình hiện tại là mình đang học trường Thức Song Hoa Khổ Tương Hakkyo. Cái trường dạy nghề thì sẽ không có thi để lấy điểm nha mọi người, mà chúng ta sẽ dựa vào cái việc viết hồ sơ để lấy điểm nè, và việc phỏng vấn. Ví dụ như mọi người muốn vào những cái trường nghệ thuật ấy thì mọi người sẽ phải đến cái trường đó và phỏng vấn, như là mọi người sẽ phải test cái năng lực nhảy của mọi người này hoặc năng lực hát thì mọi người mới có thể được nhận vô cái trường đó. Như trường của mình ấy thì lúc đó mình không có phỏng vấn, mà mình chỉ cần viết hồ sơ, sau đó thì mình đã được nhận vào trường. Và loại trường cấp 3 tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là trường Trà Sao Cổ Tư Hakkyo Về Cúc Quá Hắc Cổ Tư Hakkyo. Những cái trường này như thế này ấy mà mình mọi người muốn vào thì mọi người phải học cực giỏi. Thì cái trường đó thì mọi người sẽ phải thi để lấy điểm. Bên Việt Nam mình thì có rất là nhiều hoạt động, những cái ngày lễ để tổ chức văn nghệ, ví dụ như là ngày nhà giáo Việt Nam này, ngày thành lập trường, ngày khai giảng, ngày tổng kết, trung thu, hội khỏe phụ động, vân 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 vân. Ngoài ra bên Việt Nam của mình ấy thì còn được tổ chức đi chơi. Cái đó thì thường là lớp của chúng ta tổ chức ra và đi chơi tầm khoảng một ngày, đúng không mọi người? Và ngày xưa ấy thì mình cũng đã từng đi chơi với lớp của mình, thật sự rất là vui luôn đó. Còn ở bên Hàn Quốc ấy thì cũng không có nhiều những cái lễ hội giống như ở Việt Nam mình. Theo những kinh nghiệm 3 năm mình học ở trường Hàn ấy, thì ở bên Hàn Quốc có những ngày lễ như là cái ngày lễ gọi là ngày Chiyuk Dewe. Cái đấy là theo như tiếng Việt của mình gọi ấy, thì gọi là ngày đại hội thể thao. Cái năm cấp 2 mà năm lúc mình học còn học lớp 8 ấy mọi người, thì cái năm đó mình có được tham dự cái đại hội thể thao ở bên Hàn rồi. Thật sự nó rất là vui luôn đó mọi người. Thì cái hồi đó ấy, thì trường lớp mình có mặc một cái bộ áo lớp, đó chính là một cái bộ áo hình con cá mập. Thật sự lúc đó rất là vui luôn đấy mà. Ngoài ra ở bên Hàn có thêm một lễ hội nữa, đó chính là lễ hội Hắc Nhân Chúc Chê, là ngày mà các lớp sẽ được thi nhảy, thi hát với nhau. Thì nếu như bạn nào đã theo dõi mình từ lâu ấy thì mình đã từng có đăng một cái video ở trên YouTube tựa đề là lễ hội thi nhảy theo khối ấy mọi người, theo các khối á. Nhưng mà cái video ấy nó đã bị bản quyền âm nhạc, vì vậy là mình đã xóa đi rồi, nên là mong mọi người thông cảm cho mình nha. Trước cái ngày đấy thì lớp sẽ kiểu tổ chức ở lại, sau đó thì sẽ tập nhảy tập múa với nhau nè. Nhưng mà hiện tại thì cái dịch bệnh corona như thế này thì mình đã không thể tham gia từ năm ngoái, và mình nghĩ là năm nay cũng sẽ không thể tổ chức được.
hơi buồn nhưng mà không sao mọi người ạ. Và giống như ở Việt Nam thì bên Hàn cũng có tổ chức đi chơi mọi người ạ. Và cái hoạt động đi chơi này là sẽ được nhà trường tổ chức. Và cái ngày đi chơi đấy thì ở bên Hàn thường gọi là Su Hak Yeo Haeng. Thường thì cái hoạt động này thì sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3, tháng 4 trước khi thi học kỳ. Và khi đi chơi với trường ấy thì chúng ta sẽ được đi trong 3 ngày 2 đêm với nhau, ngủ trong khách sạn với các bạn. Rất là vui luôn đó mọi người. Mình thề là cái hồi mình được đầu tiên mình đi Su Hak Yeo Haeng ấy mọi người, thật sự hồi đấy mình rất là vui luôn đó. Ta-da! Và cuối cùng thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người sự khác biệt giữa trường ở Việt Nam và trường ở Hàn Quốc. Mọi người thấy video này của mình thế nào ạ? Có nhiều cái thông tin mình nghĩ là mình sẽ không đúng, bởi vì mình qua Hàn cũng được gần 4 năm rồi ấy mọi người. Và có thể là bên Việt Nam mình sẽ thay đổi khá là nhiều và mình không thể biết được điều đó. Và mình chỉ nói cho mọi người những cái gì mà mình biết thôi. Nên là nếu như có gì sai sót thì mình mong mọi người sẽ thông cảm cho mình ạ. Và bây giờ thì mình nghĩ là video này đến đây của mình cũng khá là dài rồi. Và nếu như bạn nào thích video này của mình thì nhớ cho mình một like, share và subscribe kênh của mình nhá. Cú tốt, chú ai tắt tư đi mì ta. Giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người những video lần sau nhá. Bye bye, anh nhung. Và thường đồng phục cấp 2 thì sẽ... Ngoài ra ở bên Hàn thì còn có một hoạt động nữa, đó chính là hoạt động là có nhiều trường mặc váy đi học rồi đấy mọi người. Kỳ học, những kỳ học ở... là những kỳ học mọi người.